Người phụ nữ va vào bức tường trong tiệm cắt tóc, chủ quán thấy đồ rõ. Dây đường đi quá hẹp, diện tích tiệm nhỏ nhưng trang trí quá nhiều đồ nên người phụ nữ đã vô tình va phải bức tượng mà tiệm trưng ngay lối đi. Mới đây, netizen được fan tranh cãi trước tình huống người phụ nữ làm rơi bức tượng trong tiệm cắt tóc gây xôn xao. Theo đó, người phụ nữ diện áo chống nắng, bịt kính từ trên xuống dưới, chỉ nhẹ nhàng đi từ ngoài vào trong, ngồi đợi đến lượt cắt tóc. Do đường đi quá hẹp, diện tích tiệm nhỏ nhưng trang trí quá nhiều đồ nên chị đã vô tình va phải bức tượng mà tiệm trưng ngay lối đi. Đương nhiên, tượng đã đổ và vỡ thành nhiều mảnh vụn. Người phụ nữ đã quay lại, từ từ nhặt những miếng gốm còn nguyên vẹn đặt lại chỗ cũ, còn mảnh vụn vẫn vương vãi dưới sàn nhà. Lúc này, chủ quán và nhân viên chứng kiến sự việc đã giật mình ngạc nhiên, sau đó đứng nhìn người phụ nữ dọn dẹp. Được biết, đoạn video được ghi lại vào lúc hơn 10 giờ ngày 29 vừa qua tại một tiệm cắt tóc. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút sự quan tâm từ netizen với hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận trái chiều. Một số người bênh vực chị gái cho rằng tiệm cắt tóc đặt bức tượng ở đó là không hợp lý. Một số người lại trách người phụ nữ đi đứng không để ý quan sát trước sau, vì thế chị mới đụng trúng bức tượng. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.